Thế chị hỏi em bây giờ, nếu như phải làm dâu thì em có ok không? Em không thích làm dâu ạ. Nói chung là bản tính em nó cũng hơi lười á. Mà thấy em đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Trước cái quan điểm thì chị nhìn thấy hai bạn cũng tương đối rất là hợp nhau. Dạ. À, nhưng mà cái quan điểm về hôn nhân của em với anh có một chút gì đó hơi... Nói chị nghe rất là trùng khớp luôn mà. Dạ. Nên em chia sẻ không thật lòng. Không cần thiết phải làm dâu. Nếu mà con có thể cho nó cơ hội thì sau này hai đứa đi làm cũng được. Dạ. Tuyệt vời, một người mẹ có suy nghĩ tuyệt vời như vậy. Thank you. Em cảm ơn chị rất là nhiều khi mà chị cho trẻ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn chị đã đưa thông điệp của những người mẹ chồng tương lai với những suy nghĩ rất là hiện đại đến cho các bạn trẻ. À, em chào chị với lại em chào bạn gái bên kia nhé. Mình tên là Nguyễn Quang Minh Cương, sinh năm 1987, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này, hiện đang sống cùng mẹ và anh trai. Công việc tự do. Tự do là công việc gì? Ví dụ chạy Grab làm bảo vệ. Kinh doanh. Ủa làm bảo vệ sao tự do? Làm bảo vệ là phải có giờ giấc chứ đúng không? Em làm thời vụ vậy. À, có kinh doanh thêm gì không? Có mở một cái khu vui chơi. Khu vui chơi gì, ở đâu? Cho trẻ em. Oh. Khu vui chơi trẻ em. Thú đúng em. Rồi hả? Dạ đúng rồi ạ. Ở quận Tân Phú. Dạ, rộng không? Rộng không? 120m² kìa. À, kinh doanh cái đó ngon đó nha, tại vì bây giờ nhu cầu mà ba mẹ ai cũng muốn con mình có một cái nơi vui chơi thoải mái. À, rộng rãi, hay ha, tuổi trẻ tài cao ha. Rồi mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hòa, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em ở quận 12. Ở quê mình ở đâu cưng? À, quê em ở đây luôn, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi có người phụ em không? Là mỗi lần đi chạy xe hay làm bảo vệ thì ai coi, ai thu tiền cái chỗ thôi, chỗ thú nhúng đó. Thật ra là do nít cho nên nó chỉ hoạt động từ buổi chiều đến tối thôi chị. À. Từ 4 giờ chiều đến khoảng 9, tầm 9 rưỡi tối là người ta em, cho em coi luôn. Dạ. Ban ngày đi làm mấy cái kia rồi ban dạ. Chiều tối về đó coi. Dạ. Rồi sau 9 giờ tối mới là rảnh. Đúng rồi. Bây giờ hẹn đi chơi bạn gái là phải hẹn từ 9 giờ tối trở đi. Thì mình nhờ người trong cái thú nhúng thì đâu có gì đâu khó mà chị. Trời, cái người thu tiền giùm cũng cực lắm chứ bộ. Ai tin tưởng mới thu tiền giùm được chứ. Dạ. À, còn không mấy mình rủ bạn gái tới chỗ thú nhúng chơi luôn. Ngồi đó phụ thu tiền. Rồi thu tiền xong rồi đóng cửa nghỉ lúc đó mới đi chơi. Được không em? Dạ được. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn một số món cũng khá ngon. Em sạch sẽ, tâm lý và cũng giàu tình cảm nữa chị. Điểm yếu của em là em khá nóng tính. Kỹ tính em cũng khá lầy lội nữa. Ví dụ một cái lầy lội nào của em? Nếu mà thân thiết em hay chọc ghẹo người này người kia, ưa sự nghiêm túc thì người ta lại không thích cái tính đó. À, dạ. Vậy là cũng có nhiều khi mà bị ta phản ứng lại với cái sự lầy lội của mình rồi phải không? Dạ đúng. Nhưng mà thật ra cuộc sống bây giờ nó cũng căng thẳng. Nhưng mà mình thoải mái chút xíu thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà đúng là cũng phải tùy người thân tình thì được. Dạ. Thế là tùy cái lúc tâm trạng nữa. Nhiều khi người ta đang còn bực bội gì mà có em muốn tới em vẫn ngay là người ta bực là cũng đúng. Dạ. Ha. Cho nên mình phải biết quan sát và phải tiết chế lại bớt. Thế còn em sao? Tính tình mình như thế nào? Em tính tình này em thì em hiền lành trầm tính. Đa cảm nữa, dễ rung động, dễ xúc động, dễ lên cơn đau tim. Vậy hả? Ví dụ như những trường hợp nào là em có thể lên cơn đau tim? Một cử chỉ hành động đặc biệt nào đó. Ví dụ như của bên bạn gái chẳng hạn. Ví dụ như bạn gái nhào vô hôn lên má mình cái bất ngờ cái tự nhiên mình lên cơn đau tim luôn hả? Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn hả? Chú xem muốn gục tại đây không? Cũng dám dám lắm mà. Trời ơi, gan ghê. Điểm yếu em, đôi lúc cũng cố chấp lại cứng đầu lắm. Cái gì đã không thích thì không cần biết lý do gì cả. Đây là cũng thuộc tiếp người sống bằng cảm xúc đúng không? Dạ. Còn một cái điểm cực kỳ yếu là hiện tại em vẫn còn thích xem anime. Đúng rồi, em là một trời tuổi thơ mà. Em chơi với con nít không nè, em thích con quạ cũng chuyện thường thôi. Thế em sao em? Nếu mình có một người bạn trai mà tính tình rất là trẻ con, thích chơi với trẻ con, rồi thích xem truyện tranh, có suy nghĩ như thế nào? Em thì em thích một người con trai chững chạc hơn, trưởng thành một chút xíu, tại vì tính của em cũng hơi trẻ con. Đâu vậy, đâu có nghĩa là người ta không trưởng thành đâu. Người ta cũng làm ông chủ nè, người ta biết làm ăn nè, người ta biết lo tương lai. Nhưng mà thay vì là có những người có sở thích là thích có phim kinh dị, thích đi chơi, đi ăn, đi nhậu, thì bạn này lại thích những lúc rảnh rỗi thì cũng hòa vào thế giới tuổi thơ thì thấy cũng ok mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Chứ không phải vì ta những cái sở thích của người ta mà mình đánh giá thay là không chưa trưởng thành thì cũng chưa chắc. Dạ. Rồi về tình trường thì sao? Tình trường thì em cũng có vài ba mối tình. Vài ba mối là mấy mối? Là ba mối. Ba mối. Mối nào sâu đậm nhất? Mối gần nhất thì là mối sâu đậm nhất thôi. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm rồi. Nếu mà sâu đậm tính bằng thời gian thì có lẽ có một mối là 7 năm á. 7 năm? Dạ. Sao chia tay em? Ủa em buộc lại chung thủy của em, mối tình dài dữ rồi sao không cưới? Thì chia tay là lúc đó là em đi bộ đội. Em quen từ thời đi học. Đi bộ đội 2 năm? Dạ đi bộ đội 2 năm, chia tay. Đưa anh lên đường là vẫn còn vui vẻ? Dạ, đúng rồi, ngày lên đường thì cũng sướt mướt dữ lắm. À, ngày về thì cô ấy đã mất tiêu. Ngày về tới mình sướt mướt. Sau đó buồn mất bao lâu? Buồn dữ không? Có chứ, mấy người như em thì cái thời gian để vượt qua cũng phải cùng tầm 2 năm á. Mình có ý định bắt rễ gì không em? Nhà em thì cũng không bắt buộc là phải bắt rễ, nhưng mà bản thân em thì em thích là một là ra riêng, còn không thì về ở chung với bố mẹ em, tại vì bố mẹ em cũng già rồi, có một mình em nữa. Đây là xu thế hiện tại, bạn nữ nào cũng muốn như vậy. Dạ. Nhưng mà thật ra ông bà ta hồi xưa thì lấy chồng là phải theo chồng. Dạ. Bây giờ đã không theo chồng mà được ra riêng đã là may mắn lắm rồi. Chứ còn bắt người ta về ở nhà mình nữa thì cái điều đó nó bị ngược lại với cái gọi là cái phong tục tập quán xưa giờ của mình. Chị đã ở cửa giữa chị công bằng thôi, chị cũng muốn lấy chồng thì rước chồng về nhà ở với ba mẹ mình để phụng dưỡng ba mẹ mình chứ. Dạ. Nhưng mà nếu mình nghĩ nếu mà mình muốn như vậy thì còn là ba mẹ người ta bỏ ai phụng dưỡng? Ở bên nào miễn là mình luôn là những đứa con hiếu đạo với cha mẹ hai bên. Đó là cái phương án tốt nhất. Chứ đầu mình đừng quá căng thẳng là không tôi phải ở nhà anh, anh là em phải
ở nhà anh rồi bên đây anh phải ở nhà em, thì như vậy cái tình yêu mình nó không thể nào mà nó đẹp được hết. Dạ. Bây giờ tình trường của em thì như thế nào? Em thì em say nắng nhiều lắm nhưng mà em yêu chính thức thì chưa có. 28 năm. Wow. Trai lý tưởng của em á là ngoại hình dễ nhìn, đẹp trai thì càng tốt. Về mặt tính cách á thì em thích một người đàn ông mà tâm lý tinh tế, sống có trách nhiệm, không có nóng tính, biết nhường nhịn em nếu mà có xảy ra mâu thuẫn này kia. Muốn người đàn ông của mình không có hút thuốc, ít nhậu thôi. Dạ. Anh này chắc có là chắc rồi, tôi khỏi hỏi luôn, tôi biết có. Nhậu thì em chỉ là gọi là ham vui với bạn bè thôi chứ em uống không được nhiều. Hút thuốc là có. Ngày mấy gói? 5 điếu. Có nó thách không? Có trò trả giá gì không? Ngày 5 điếu. Dạ, em đang nói định bỏ nữa mà. Ồ, hy vọng là em sẽ có động lực để bỏ thuốc. Thật ra em ơi, tại vì mấy em sao mấy em lên chương trình mấy em chọn mẫu người lý tưởng mà mấy các bạn nữ giờ cứ thích là không biết rượu bia, không biết thuốc lá, hoặc là có những anh chàng lên đây ưu điểm là gì? Ưu điểm là không rượu bia, không thuốc lá, nhưng mà chị nói thiệt luôn á, nếu mà chị chọn bạn trai mà không có biết gì hết trơn á là chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị nghiêm túc luôn, chị nói vậy có thể nhiều người ném đá chị nhưng mà đàn ông thì cũng nên biết một chút xíu, có va chạm với xã hội mới có kinh nghiệm sống. Nhưng mà thôi nè. Với em, người vợ tương lai của em phải là một người vợ hiền lành, không có cái tính là sân si, nhiều chuyện, nhân hậu, vậy là đủ rồi. Tự nhiên ông ghép vô không thích sân si, nhiều chuyện, ông kẹp vô chữ nhân hậu sao luôn, cứ tưởng đâu không thích nhân hậu chứ. Ngoại hình thì muốn người như thế nào? Nhà em, nhà mẹ em cũng không có yêu cầu về cái vấn đề ngoại hình hay là trang phục hay là tóc tai hay sao. Nhà em dễ trong cái vụ đó. Bao cho chị một coi cái hình của em coi. Dạ. Đơn giản quá ha, chọn mấy người mà đơn giản thì chứ khó lắm ha. Dạ chào anh. Gì thở phào nhẹ nhõm vậy? Đúng rồi phải không? Dạ. Thần giao cách cảm của hai bạn tuyệt vời ha. Anh có một món quà anh làm tặng em nhé. Hả? Dạ. Anh dạ. Làm luôn hả? Vâng, ngày này em làm bằng tay ạ. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà muốn gửi tặng anh làm kỷ niệm ha. Rồi, cảm ơn em nhiều á. Thì cái cây này nó tên là kim chi ngọc diệp đó, nó mang ý nghĩa của nó là mang lại sum vầy sung túc cho gia đình thôi ạ. Mà em làm? Rồi, em làm cái cây này cách đây cả chục năm rồi á chị. Ôi ôi. Gần như luôn là người đầu tiên trong thành phố Hồ Chí Minh này tạo ra cây đó. À là vậy là làm kinh doanh hả? Làm để bán hả? Dạ. Hay quá. Sao em cảm giác như thế nào về món quà của bạn trai? Dạ nhìn rất là lấp lánh. Khi mà nhìn là thì mình sẽ cảm thấy có nhiều tiền tài vào với mình á. Đó. Dạ. Giống mẫu người lý tưởng mà anh nghĩ không? Anh là quan trọng về tính cách thôi chứ anh cũng không quan trọng lắm về cái ngoại hình. Nhưng mà anh thấy trong hình là em có vẻ là có da có thịt một chút mà sao ngoài nhìn nó hơi ốm vậy? À vậy hả? À. Tại vì tấm hình đó thì cũng hơi lâu rồi nên thành ra là giờ em gợi hơn trước á. Dạ. Nhưng mà tấm ảnh nó nhìn đáng yêu nha. À, dạ cảm ơn anh. Anh có nghĩ bản thân mình là một người chung thủy không? Anh chung thủy chứ, anh là người đa cảm mà. À vậy hả? Thà là những ai mà yêu động vật á thì những con người đều đa cảm á. À anh còn có cái này nữa, anh rất là thích động vật nhé. Là trong nhà là anh muốn lúc nào cũng phải có chó, mèo nhé. À vậy là anh hiện tại cũng có nuôi đúng không? Có chứ. À hồi nãy anh cũng có thích một người bạn gái có một cái trí nhớ tương đối tốt nữa. Nhưng mà em lại hay quên lắm. Ủa hay quá. Dạ. Thật ra trí nhớ tốt nó rất có lợi trong cuộc sống chứ. Từ việc học tập đến trong công việc, đến trong xã hội, đến trong mọi thứ. Vậy là giờ anh chỉ có kinh doanh khu vui chơi thôi đúng không ạ? À dạ. Vậy là anh cũng làm tự do phải không ạ? Có nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho bạn gái không? Nhiều chứ. À, ví dụ như là đi chơi này kia thì lúc nào bạn gái hú một cái là anh vẫn có thể đi được đúng không ạ? Vẫn đi được chứ. Thật ra cái công việc, cái căn khu vui chơi nó không quá phức tạp, cũng không quá tốn nhiều thời gian của anh. Hoặc là anh có thể nhờ một người bạn nào đó, họ chỉ cần qua đó ngồi vài tiếng là xong rồi. À dạ. Công việc nó không có quá phức tạp như những công việc buôn bán hàng khác. Mà thấy em đề cập nhiều đến chuyện chơi vậy? Đề cập nhiều đến chuyện chơi vậy? Không, tại vì giai đoạn hẹn hò là giai đoạn mà mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà có thể đi chơi được với nhau ấy thì dành thời gian cho nhau thì nó... Dạ đúng rồi. Với lại tính em cũng hơi trẻ con. Nên thành ra là em cũng thích đi chơi. Anh yêu thích anime nhưng không có nghĩa là tính tình anh nó trẻ con. Anh là một người trầm tính, ổn định. Nhưng mà cũng giống như em nói, khi mà đã thân thiện với nhau rồi thì cũng nhây và lầy thỏi. Ngon không? Đồ ăn ngon không? Ngon vậy? Nói chuyện hấp dẫn không? Bạn gái ok không? Dạ ok chị. Người ta hỏi bạn gái ok không mà bên đây ok là sao? Vội. Vội quá. Bạn trai ok không? Chị hỏi em kìa, giờ tới khi chị hỏi em rồi đó, bạn trai ok không? À, dạ được ạ. Dạ được hả? Rồi nói chung vậy là vui rồi. Nói chung là mới gặp mà, chỉ làm sao mà mình hiểu hết được đối phương đúng không? Đại học luôn nhau vậy. Hôn nhân là coi như là tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta thăng hoa đến tột đỉnh trong tình yêu, rồi để ra những đứa con, những cái thiên thần bé nhỏ để mà lấy thì tự nhiên sao có quan điểm thì mà hôn nhân mà mồ chôn cái tình yêu. Hèn chi ế mà lấy hai đứa này đúng rồi. Thế chị hỏi em bây giờ, nếu như phải làm dâu thì em có ok không? Em không thích làm dâu ạ. Nói chung là bản tính em nó cũng hơi lười á.
Em sợ về làm dâu thì em không có đủ khả năng mà có thể đáp ứng được những cái mong muốn của mẹ chồng. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức mạnh, chứng tỏ độ nam tính. Thực sự em nghĩ nam tính là phải ga lăng. Ga lăng. Ở đây thì cũng chẳng có cái gì để thể hiện sự ga lăng nhỉ. Được chứ, anh cứ ra đề bài anh sẽ làm thôi. Anh nói một câu nói mà em thấy rằng anh rất nam tính đi. Chà khó à, nói một câu nói mà thể hiện sự nam tính. Có thì nhiều cô lên đây thuộc dầu hít đất là thường rồi. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Mời em qua đây, đứng trước mặt cổ cho có động lực. Này yêu cầu của bạn ấy phải của chị nha, đi vòng đường xa này nè, qua đây. Nếu chúng mình có duyên đến với nhau, anh hứa sẽ luôn yêu thương, che chở cho em suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh. Ổn không em? Nói chung thì câu này em thấy nhiều bạn em nói rồi, nên thành ra là em cũng thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà thôi cũng chấp nhận được rồi. Mời em, cho anh trung bình là mừng rồi cưng. Dạ. Hai bạn nắm tay nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Mời em bước qua lần thứ hai. Hai bạn thử nắm tay nhau, có chuyện hát nữa trời ơi, thằng này. Hai bạn thử nắm tay nhau, hát tặng nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Ai hát hát đi. Anh không hát rồi. Hèn chi nó bảo nó đập bỏ cái chữ hát của người ta. Mà gái hát trước đi cưng. Dạ rồi, nắm tay nhau đi nè. Em sẽ hát bài khúc giao mùa. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Anh có biết không ạ? Anh không biết, anh không có hay nghe nhạc, anh chỉ xem anime thôi. À vậy ạ. Thôi cho anh hát một câu nào, anh hát được anh hát đi. Em thật sự không có hát được gì Cát Tường ơi. Nhanh lên, mất thời gian của tụi. Trái đất này là của chung mình và bông xanh bay giữa trời xanh. Dạ rồi ạ. Rồi đó hả? Dạ rồi ạ. Lãng mạn gì không em? Thì em cũng đã cố gắng tất cả rồi kìa. Thôi được rồi, buông tay đi, nắm tay hoài về chỗ, ngồi vô. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, mà sắp tới đặt tay. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 3. Hết thời gian. Là xem cái không bấm. Chưa có, thực sự rung động ấy. Nói chung là anh trai bên kia đã cố gắng thực sự rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chưa đạt được cái sự rung động thực sự trong trái tim của em. Em là người sống bằng cảm xúc. Dạ. Hay là còn điều gì em lấn cấn? Tại vì trước cái quan điểm thì chị nhìn thấy hai bạn cũng tương đối rất là hợp nhau. Dạ. Nhưng mà cái quan điểm về hôn nhân của em với anh có một chút gì đó hơi. Hồi nãy chị nghe rất là trùng khớp luôn mà. Vậy là em chia sẻ không thật lòng. Không phải, và em vẫn là không muốn làm dâu. Dạ. Cho nên vì vậy mà em không bấm nút. Dạ. Sao em không nghĩ rằng là anh này anh cũng sẽ theo ý em mà chúng ta cũng sẽ ra ngoài? Vì cái này chỉ mới là bắt đầu. Khi có tình yêu thì mọi thứ nó sẽ khác. Nếu mà em như vậy là sau này em sẽ tự loại bỏ những cơ hội của mình hết. Bởi vì nếu em bắt đầu em tiếp cận với một người bạn trai nào mà nếu em nói ngay từ đầu em không muốn làm dâu thì chị khẳng định với em 99 người đàn ông người ta cũng sẽ không chọn em. Đó là nghiêm túc. Chị hơi tiếc một chút xíu. Thôi ok, còn em. Em cũng cảm nhận là em nghĩ là bạn gái sẽ không bấm nút rồi. Lý do? Tại vì cái điều bạn gái nói là yêu cầu chứ không phải là mong muốn. Mọi chuyện nó còn lại phía sau, nó chưa định đạt được điều gì mà. Theo chị biết là hôm nay có mẹ em đi theo tham gia chương trình. Thế chị cũng muốn mời. Mình là mẹ của cháu Cương. Dạ. Thì hồi nãy là có theo dõi chương trình, thấy cháu gái không bấm thì bác cũng rất tiếc. Dạ. Bây giờ là thời buổi rất là hiện đại, không làm dâu. Hai đứa là tự làm, rồi tự lo lắng cho nhau. Bác không cần thiết phải làm dâu. Nếu mà con có thể cho nó cơ hội thì sau này hai đứa liên lạc cũng được. Dạ, tuyệt vời, một người mẹ em có suy nghĩ tuyệt vời như vậy. Thank you. Em cảm ơn chị rất là nhiều khi mà chị cho trẻ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn chị đã đưa thông điệp của những người mẹ chồng tương lai với những suy nghĩ rất là hiện đại đến cho các bạn trẻ. Đừng có ngần ngại gì cả, cái chuyện làm dâu làm rể không quan trọng. Bởi vì thật sự nếu mà được sống chung với ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có cái gì riêng tư, mình muốn đi chơi đâu xa mình cứ gửi cháu cho ba mẹ là xong à. Đúng yeah. Không? Đúng không chị? Đúng. Vỗ tay. Dạ, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là Tường cũng rất là vui. Vui là vì đã gặp được một người mẹ chồng tương lai ha, rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng hơi tiếc là hai bạn ấy đã bỏ qua cái cơ hội của mình và không có đến được với nhau trong chương trình. Tình yêu đôi lứa là một trong những cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp nhất mà con người có thể trải qua. Đó là sự kết hợp giữa những cảm xúc ngọt ngào, mãnh liệt và đôi khi là những thử thách đầy khó khăn. Tình yêu đôi lứa không chỉ đơn thuần là sự thu hút về mặt thể xác hay cảm xúc nhất thời, mà còn là một quá trình phát triển và trưởng thành của hai tâm hồn cùng nhau. Trong mỗi mối quan hệ, có những khoảnh khắc lãng mạn, những giây phút ngọt ngào và những thử thách mà cả hai phải đối mặt. Khi hai người gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ, thường có một giai đoạn gọi là mật ngọt, nơi mọi thứ đều tuyệt vời và mới mẻ. Đây là thời điểm mà hai người cảm thấy bị cuốn hút lẫn nhau một cách mãnh liệt, mọi khía cạnh của đối phương đều trở nên hấp dẫn và thú vị. Những buổi hẹn hò lãng mạn, những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ âu yếm là điều không thể thiếu trong giai đoạn này. Cảm giác này giống như một cơn say tình yêu, khiến cho tâm trí và trái tim trở nên mơ mộng và lạc lối. Tuy nhiên,
tình yêu đôi lứa không chỉ có những giây phút thăng hoa mà còn phải đối mặt với những thử thách và khó khăn. Sau giai đoạn mật ngọt, thực tế cuộc sống và những khác biệt cá nhân bắt đầu lộ diện. Đây là thời điểm mà hai người phải học cách hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Sự kiên nhẫn, sự cảm thông và khả năng lắng nghe là những yếu tố quan trọng để vượt qua những khó khăn này. Có những lúc, những tranh cãi và mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chính qua những thử thách này, tình yêu mới có cơ hội trưởng thành và sâu sắc hơn. Một khía cạnh quan trọng khác của tình yêu đôi lứa là sự tin tưởng. Tin tưởng là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững. Khi hai người có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, họ sẽ cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong mối quan hệ của mình. Sự tin tưởng không chỉ đến từ việc trung thực và thành thật với nhau mà còn từ việc hiểu và tôn trọng ranh giới cá nhân của đối phương. Khi tin tưởng lẫn nhau, hai người có thể xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và chia sẻ, nơi cả hai cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Tình yêu đôi lứa cũng đòi hỏi sự cam kết và trách nhiệm. Để duy trì một mối quan hệ lâu dài, hai người cần phải cam kết với nhau về mặt tình cảm và tinh thần. Điều này có nghĩa là họ phải sẵn lòng hy sinh và đặt lợi ích của mối quan hệ lên trên lợi ích cá nhân. Sự cam kết này không chỉ giúp mối quan hệ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn giúp hai người vượt qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù tình yêu đôi lứa có thể đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Có những mối quan hệ không thể vượt qua được những khó khăn và mâu thuẫn, dẫn đến sự chia tay và tan vỡ. Tuy nhiên, ngay cả khi một mối quan hệ kết thúc, những kỷ niệm và bài học từ tình yêu đó vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người. Đó là những trải nghiệm quý giá giúp mỗi người trưởng thành và chuẩn bị tốt hơn cho những mối quan hệ trong tương lai. Tình yêu đôi lứa còn được thể hiện qua sự hy sinh và chăm sóc lẫn nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa như chuẩn bị bữa ăn sáng, chăm sóc khi đối phương ốm đau hay đơn giản là lắng nghe những tâm sự của nhau đều là biểu hiện của tình yêu. Sự quan tâm và chăm sóc không chỉ giúp mối quan hệ trở nên ấm áp và gắn kết hơn mà còn tạo nên một nền tảng vững chắc cho tình yêu. Ngoài ra, tình yêu đôi lứa cũng cần có sự lãng mạn và sáng tạo. Những bất ngờ nhỏ, những lời tỏ tình ngọt ngào hay những chuyến đi chơi xa cùng nhau đều là những cách để giữ lửa cho mối quan hệ. Sự lãng mạn không chỉ làm mới mối quan hệ mà còn giúp hai người cảm thấy gần gũi và gắn kết hơn. Tóm lại, tình yêu đôi lứa là một hành trình đầy màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là sự kết hợp giữa những giây phút ngọt ngào, những thử thách đầy khó khăn và những hành động hy sinh, chăm sóc lẫn nhau. Mỗi mối quan hệ đều là một trải nghiệm độc đáo và quý giá, giúp con người trưởng thành và hiểu rõ hơn về giá trị của tình yêu. Dù cho có gặp phải những khó khăn và thử thách, tình yêu đôi lứa luôn là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp con người vượt qua mọi trở ngại và hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tình yêu đôi lứa, mặc dù mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc, cũng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và xung đột. Những mâu thuẫn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ sự khác biệt về tính cách, quan điểm sống, cho đến những áp lực từ cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng là cách mà các cặp đôi đối mặt và giải quyết những mâu thuẫn này, bởi nó quyết định đến sự bền vững và hạnh phúc của mối quan hệ. Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến mâu thuẫn trong tình yêu là sự khác biệt về tính cách. Mỗi người đều có cá tính riêng, và khi hai người có cá tính quá khác biệt, họ dễ dàng xung đột với nhau. Ví dụ, một người có thể rất cởi mở và hướng ngoại, trong khi người kia lại nội tâm và kín đáo. Những khác biệt này có thể dẫn đến sự hiểu lầm và cảm giác không được hiểu nhau. Khi không tìm được tiếng nói chung, những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể tích tụ và trở thành vấn đề lớn. Quan điểm sống và giá trị cá nhân cũng là một nguồn gốc của mâu thuẫn. Mỗi người đều có những giá trị và quan điểm riêng về cuộc sống, về những gì quan trọng và đáng giá. Khi hai người có những giá trị và quan điểm quá khác biệt, họ dễ dàng xung đột khi phải đưa ra các quyết định chung. Chẳng hạn, một người có thể coi trọng sự nghiệp và muốn dành nhiều thời gian cho công việc, trong khi người kia lại coi trọng gia đình và muốn dành nhiều thời gian cho con cái. Sự không đồng thuận trong những vấn đề quan trọng như vậy có thể gây ra căng thẳng và xung đột. Ngoài ra, áp lực từ cuộc sống hàng ngày cũng là một yếu tố góp phần gây ra mâu thuẫn. Công việc bận rộn, trách nhiệm gia đình và các vấn đề tài chính đều có thể gây ra stress và căng thẳng. Khi áp lực tăng lên, các cặp đôi dễ dàng trở nên khó chịu và mất kiên nhẫn với nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt, vốn có thể dễ dàng giải quyết khi tâm trạng thoải mái,
lại trở nên nghiêm trọng hơn khi cả hai đều đang trong trạng thái căng thẳng. Một yếu tố quan trọng khác dẫn đến mâu thuẫn là sự thiếu giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp là nền tảng của mọi mối quan hệ, và khi hai người không thể giao tiếp một cách hiệu quả, họ dễ dàng hiểu lầm và xung đột với nhau. Nhiều cặp đôi gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình, hoặc không biết cách lắng nghe đối phương một cách chân thành. Khi không thể hiểu nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể dễ dàng leo thang thành những cuộc tranh cãi lớn. Ghen tuông và thiếu tin tưởng cũng là một nguồn gốc phổ biến của mâu thuẫn trong tình yêu. Ghen tuông có thể xuất phát từ sự thiếu tự tin, từ những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, hoặc từ sự nghi ngờ về sự trung thành của đối phương. Khi không có sự tin tưởng, mối quan hệ dễ dàng trở nên căng thẳng và bất ổn. Sự ghen tuông quá mức có thể dẫn đến những hành động kiểm soát và áp đặt, làm cho đối phương cảm thấy bị hạn chế và mất tự do. Bên cạnh đó, sự thiếu thỏa hiệp và cứng nhắc cũng là một nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn. Trong một mối quan hệ, cả hai người đều cần phải học cách thỏa hiệp và linh hoạt để giải quyết các xung đột. Khi một hoặc cả hai người quá cứng nhắc và không sẵn lòng nhượng bộ, những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể dễ dàng trở thành những vấn đề lớn. Sự thiếu thỏa hiệp cũng làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng và khó duy trì. Để vượt qua những mâu thuẫn trong tình yêu, các cặp đôi cần phải học cách giao tiếp một cách hiệu quả và chân thành. Giao tiếp không chỉ là việc nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình, mà còn là việc lắng nghe và hiểu đối phương. Khi có một vấn đề nào đó, cả hai cần phải dành thời gian để thảo luận một cách bình tĩnh và cởi mở, không chỉ để giải quyết vấn đề mà còn để hiểu rõ nhau hơn. Việc giao tiếp hiệu quả giúp tạo ra sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng để giải quyết mọi mâu thuẫn. Sự thấu hiểu và cảm thông cũng là yếu tố quan trọng giúp giải quyết mâu thuẫn. Khi hiểu được tâm lý và cảm xúc của đối phương, mỗi người sẽ dễ dàng hơn trong việc chấp nhận và nhượng bộ. Điều này đòi hỏi cả hai phải đặt mình vào vị trí của nhau, cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của đối phương. Sự thấu hiểu và cảm thông không chỉ giúp giải quyết mâu thuẫn mà còn giúp mối quan hệ trở nên sâu sắc và bền vững hơn. Ngoài ra, sự linh hoạt và sẵn lòng thỏa hiệp cũng rất quan trọng. Trong mọi mối quan hệ, không phải lúc nào cũng có thể đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Do đó, cả hai cần phải học cách thỏa hiệp và linh hoạt để giải quyết các xung đột. Sự thỏa hiệp không có nghĩa là từ bỏ quan điểm của mình, mà là tìm kiếm một giải pháp mà cả hai đều có thể chấp nhận. Khi cả hai sẵn lòng thỏa hiệp, mối quan hệ sẽ trở nên hài hòa và ít căng thẳng hơn. Sự tin tưởng và trung thực cũng là yếu tố then chốt để giải quyết mâu thuẫn. Tin tưởng không chỉ giúp tạo ra sự an tâm và tự tin trong mối quan hệ, mà còn giúp cả hai dễ dàng vượt qua những thử thách và khó khăn. Để xây dựng sự tin tưởng, cả hai cần phải trung thực và minh bạch với nhau, không giấu giếm hay nói dối. Khi có sự tin tưởng, mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết một cách dễ dàng hơn. Cuối cùng, sự kiên nhẫn và kiên trì cũng rất cần thiết. Giải quyết mâu thuẫn không phải là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì từ cả hai phía. Khi đối mặt với mâu thuẫn, cả hai cần phải bình tĩnh và kiên nhẫn, không nên vội vàng hay nóng giận. Sự kiên nhẫn và kiên trì giúp tạo ra sự ổn định và bền vững cho mối quan hệ. Tình yêu đôi lứa, mặc dù có thể gặp phải nhiều mâu thuẫn và xung đột, nhưng đó cũng là cơ hội để cả hai học hỏi và trưởng thành. Những mâu thuẫn không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để hiểu rõ nhau hơn, để xây dựng một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Khi đối mặt với mâu thuẫn, điều quan trọng nhất là cả hai phải luôn nhớ rằng tình yêu là nền tảng của mối quan hệ và mọi xung đột đều có thể giải quyết được nếu cả hai đều sẵn lòng cố gắng và hợp tác.